Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2019, cơ sở chúng em lại tiếp tục có những loại lan mới về để chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Thì hôm nay em có hàng Vanda nguyên bản về nhé các bạn nhé, với cả những phần lan lá xếp và những loại cây to và cây nhỏ. Em có phân loại lên từng loại cho các bạn để các bạn dễ tiện cái việc mua hàng, để các bạn thích loại nào, trồng loại nào thì các bạn đặt hàng loại đấy đó. Và trước khi giới thiệu về những mặt hàng lan thì cơ sở chúng em xin được giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Số điện thoại để liên hệ trực tiếp đặt hàng với cơ sở chúng em là số 0984754102. Em xin được nhắc lại số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Rồi hình thức bán hàng của chúng em sẽ ship code COD đi cho các ship code, hay còn gọi, hay chúng ta hay thường gọi là ship COD đấy ạ. Thì đi khắp toàn quốc cho mọi người luôn. Các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin trực tiếp cho chúng em nhé để đặt hàng nhé. Em bắt đầu đi vào giới thiệu chi tiết những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có cho mọi người luôn. Hôm nay có cả lan kiều dẹt về này các bạn này. Đấy, cái mặt lan này nói chung là có rất là hiếm thôi, và cái hàng lan nó về không được nhiều đâu các bạn. Mỗi lần về được độ khoảng cân, hơn cân, về được mấy cân thôi. Đây, cái kiểu dẹt này thì tuy rằng là lá nó hơi nhăn nheo tí, nhưng về chúng ta là ngâm B1, phun tưới B1 đều đặn là để cây phát triển nó ấy nhé các bạn nhé. Đó, cái kiểu dẹt này có giá là, cái này nói chung là hàng nó hơi xấu xấu hơn tí. Chỗ này em chỉ có 1kg thôi này, thì em bán với mức giá là 850.000 nhé các bạn nhé. Đấy, đó, 850.000 nhé, cái kiểu dẹt nhé. Thì cả phần này luôn các bạn ạ, cả phần này là chỉ có giá là 850.000 nữa, cả một đống rất là nhiều này đó. Và tiếp theo đây là những cái phần Vanda, phần lan Vanda mà em có để ở đây, nó là lan Vanda nguyên bản như các bạn nhé, toàn lá xếp thôi đó. Như ở đây có một phần này thì có hai rề nhé các bạn nhé. Đấy, em phân ra cho nó với mức giá nó hợp lý hơn cho nó dễ. Thì phần số 1 này có 2 dề nhé các bạn. Phần số 1 này có 2 dề với mức giá là 200.000 nhé các bạn. Đó, 2 dề này có với mức giá là 200.000 nhé. Có 3 cây rất là to đẹp luôn ạ. Đấy, như cây này là một cây mẹ con, lá xếp khít luôn này. Đó, đó, 200.000 nhé. Và cây này xếp khít rất là nhiều lá luôn, và cũng đang để thêm 2 cây con ở gốc, rất đẹp luôn ạ. Đó, còn đây một phần, đây là một mẹ 3 con. Đấy, một mẹ 3 cây con này là cũng xếp khít rất là đẹp luôn, đang có nụ luôn này. Một mẹ 3 cây con này có giá là 220.000 nhé các bạn nhé. Đó, nhỉnh hơn cái phần đấy một tí thôi. Đó, và tiếp theo đây em có cái lan nguyên bản này, cái Vanda nguyên bản đây. Đấy, một khúc này là đấy, khúc cây mẹ xếp này với cả vòi nụ rất là nhiều luôn đây này. Đó, và những cây con đang nụ chi chít như này nhé các bạn nhé. 1, 2, 3, 4 cây con. Có 4 cây con, cây nào có 3 cây là đang có nụ nhé các bạn. Đấy, 4 cây con là và 3 cây ở bên này nó đang có nụ, và cây bên này là chưa có nụ này. Đấy, cái khúc nguyên bản này là có giá là 200.000 này. Đó, 200.000 khúc nguyên bản này. Và còn tiếp theo đây thì ở đây có một cây Vanda lá xếp khít luôn. Nói chung là có 4 vòi nụ nhưng mà bị hỏng mất 2 vòi, gãy 2 vòi nụ. Còn vòi này thì còn được một vài nụ thôi, 2 nụ thôi. Đấy, còn vòi bên này thì còn nguyên nụ luôn này. Đấy, đây còn có một khúc này. Đấy, khúc này thì em chia sẻ với mọi người là 120.000 thôi nhé các bạn nhé, 120.000 khúc này. Đó, và tiếp theo đây là, đấy, các bạn lúc đặt hàng thì cứ báo chúng em là lấy khúc giá tiền bao nhiêu nhé các bạn nhé. Khúc thế thì chúng em đề số luôn cho các bạn dễ nhớ. Thì khúc 120 là khúc số 4 đúng không ạ? Khúc 120 là khúc số 4 rồi. Cái khúc 200 là khúc số 3. Còn đây là khúc số 5 này. Đấy, còn đây là khúc số 5 nhé các bạn nhé.
Đấy, Cúp Panda số 5 này có giá là 120.000 tiếp này. Đấy. Lá, bản lá nó to hơn cái cây kia. Bản lá to đẹp hơn rất nhiều ạ. Còn đây khúc số 6 đây. Khúc số 6 thì cũng có một cây và một cái con ở cạnh nữa. Đấy. Khúc này với giá là 100.000 thôi. Đó. Khúc này lá cũng xếp rất là đẹp nha các bạn nhá. Đấy, khúc này với mức giá là 100.000 ạ. Úi da. Đấy. Lá xếp đẹp chưa? Khúc số 6 nhá. Và còn đây khúc số 7. Khúc số 7 này gồm có hai cây thôi các bạn. Được cái lợi thế là khúc gỗ của nó khá là to và nhẹ thôi. Đấy. Lá thì không được xếp mấy. Khúc này thì em chia sẻ với mọi người là 120.000 thôi. Đấy. 120.000 khúc số 7 nhé các bạn nhé. Và còn tiếp theo đây khúc số 8. Khúc này rất là đẹp luôn. Bản lá to này. Đấy. Bản lá rất to luôn. Với khúc này. Khúc này gồm có hai cây mẹ to đều nhá các bạn nhé. Bản lá to giống nhau nhá. Đấy. Thì với cả đẻ khá là nhiều cây con. 1, 2, 3, 4. 4 cây con rất khỏe. Khúc này có giá là 400.000 nhé các bạn. 400.000 cho khúc số 8 này. Bản lá to nhất trong các cây Vanda hôm nay chúng em có nhé. Mà lá cực kỳ mướt, mướt đẹp luôn. Còn đây là khúc số 9. Khúc số 9 này là khúc to nhất này các bạn. Tất nhiên là khúc này lại bị gãy mất một cái ngọn các bạn ạ. Nhưng mà cái ngọn này sắp tới nó sẽ đẻ cái con khác nhé các bạn nhé. Nói chung là một ngọn này nó bị gãy thì sau này nó sẽ đẻ ra hai ngọn khá là đẹp. Đó. Cây nó to khỏe này thì nó sẽ đẻ con rất là to luôn các bạn. Đấy. Khúc số 9 này có giá là 550.000 nhé các bạn. Cây rất to luôn. Đấy. Gồm có một cây mẹ to. Cây này phải đến 30 cặp lá đi các bạn. 30 cặp lá. Gồm có cây con vừa này 1 2 3 cây, cả cây cụt ngọn này là to vừa vừa, và còn rất nhiều cây con đang đẻ gốc nha các bạn nhé. Đấy, rất nhiều cây con luôn. Đấy, em vạch ra để xem nào. Gồm có 1 2 3 3 ngọn, 4 ngọn. 4 ngọn cây con đang đẻ gốc nha các bạn. Đấy. Với khúc này là 550.000 đấy, khúc số 9 ạ. Và tiếp theo đây thì em còn có những phần lan lá xếp nữa. Đấy. Đây, chúng em có hai phần Vanda lá xếp. Thì mỗi phần là 300.000 nhé các bạn nhé. Lá xếp đẹp luôn. Hàng tuyển đẹp luôn ạ. Đấy, em đếm cây cho mọi người luôn nhé. Đó. Đây, phần số 1 đây. Một cây này. Đấy, hai cây này. Ba cây này. Đó. Bốn cây này. Năm cây này. Và hai cây con này nữa, hai cây nhỏ nhỏ này. Đấy. Là vào 7 cây. 7 cây mà lá xếp rất là đẹp luôn ạ. Thì em cho đây là phần số 1 nhá, còn đây phần số 2 này. Phần số 2 cũng rất là đẹp luôn ạ. 300.000, cả hai phần đều là có giá là 300.000 thôi. Mỗi phần có giá là 300.000 một phần nhé các bạn nhé. Đấy, phần số 2 đây có một cây này. Hai cây này. Hai cây này rất đẹp luôn, đều và đẹp. Ba cây này. Đó. Bốn cây này. Và ở đây hai cây lá xếp đều nhau nữa, vừa vừa to bằng nhau. Đấy. Là tổng có 6 cây nhé, cái phần này. Đó. Và tiếp theo đây là những cái bó lan cây to là dáng hương Vanda cho hoa rất thơm nhé các bạn nhé. Đây là những bó cây to mà lá xếp nó hơi cong cong như các bạn nhé. Đấy. Thì mỗi bó này có giá là 120.000 các bạn ạ. Thì ở đây em có làm ra từng bó này. Mỗi bó đều cây nhau hết nhé các bạn nhé. Đấy. Cây to thì nó bù cây nhỏ, và cây lá to bù cây lá bé. Đấy. Cây có nụ bù cho cây không có nụ. Mỗi bó là 120.000. Đấy. Ở đây bó này còn có cả cây mẹ con này. Bó này cũng có cây mẹ con này. Đấy. Có hai bó có cây mẹ con này các bạn. Đó. Thì cây mẹ con thì tất nhiên sẽ được ít ngọn hơn nhé các bạn nhé.
mỗi bó là 120.000. Đấy, mỗi bó đều có tầm khoảng 3 4 cây nhá các bạn nhá, 3 4 ngọn to. Đấy, em làm từng bó để tiện cho các bạn đặt hàng dễ. Ở đây có một cây mẹ con nữa này. Đó. Cây mẹ con to nữa này. Đấy. Và tiếp theo đây là những cái bó lan mà cây nhỏ hơn nhá các bạn nhá. Những bó lan này cây nhỏ hơn nhá. Đấy, hoa panda đây. Đấy. Hoa rất là thơm luôn các bạn. Hoa thơm sực nức luôn. Chỉ có một vài bông lan mà đang nở ở đây mà rất là thơm luôn. Ở đây có những bó lan này nhỏ nhất, nhỏ hơn này thì cũng có giá là rẻ hơn nhé các bạn nhé. Thì giá là 80.000 một bó thôi. Đấy. Vanda loại cây nhỏ 80.000 một bó nhé các bạn nhé. Đấy, chúng em đều buộc thành từng bó này, cho nó đều đều nhau nhé các bạn nhé. Đấy. Đó. 80.000 một bó nhé. Đấy. Và tiếp theo đây là những cái phần lan hạt kg mà hôm nay em có để chia sẻ với mọi người đây. Thì ở đây thì em có lan đuôi chuột này. Lan đuôi chuột 150.000 một kg này các bạn. Đó. Nhiều cây nhỏ quá thì chúng em sẽ lọc hàng ra thì gửi lan đi cho các bạn. Như những cây này là không thể gửi lan được rồi. Tại vì hàng mới dỡ ra nên là các bạn cũng bốc xếp vào đây luôn, chưa lọc hàng. Đấy. 150.000 một kg nhé, lan đuôi chuột nhé. Còn đây có một bó lan hoàng thảo môi tua là 150.000 luôn này. Có một phần thôi các bạn, một phần duy nhất này là 150.000 nhé. Và còn đây là lan ý ngọc. Lan ý ngọc thì hôm nay có 2kg đây. Thì đây là mặt bông của lan ý ngọc đây. Cánh hồng và họng tím nhé các bạn nhé. Đấy, còn lác đác một vài thân là vẫn còn đang nụ như này. Đó, lan ý ngọc thì có giá là 300.000 1kg. Hôm nay có chừng 2kg thôi các bạn, 300.000 1kg nhé. Và còn tiếp theo đây là lan hương rừng. Hương rừng thì bây giờ đang lên mầm gốc như này nhé các bạn nhé. Và ra rễ luôn này. Đó. Đang lên mầm gốc và ra rễ này. Đó. Đây cũng đang lên mầm gốc. Rất là nhiều luôn ạ. Hương rừng có giá là 220.000 1kg nhé các bạn. Đấy. Lan hương rừng ạ. Và tiếp theo đây là lan sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên này còn mấy dề to to này thôi. Đấy. Dề này chắc phải tầm 2 cân. Đó. Sơn thủy tiên còn chừng này. Và đây một phần sơn thủy tiên cây nhỏ này. Thì cái sơn thủy tiên loại cây to đẹp này thì có giá là 200.000 1kg nhé các bạn. 200.000 1kg cái sơn thủy tiên hàng rừng này. Và còn đây một phần sơn thủy tiên cây nữa nhỏ nhỏ và cây rời. Thì em để ở đây có giá là 120.000 nhé. Cái phần sơn thủy tiên này duy nhất một phần ạ. Và còn đây là lan hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi có giá là 280.000 1kg nhé các bạn. Hoàng thảo vôi bây giờ đang lên mầm gốc như này đây. Rất đẹp luôn ạ. Đấy, đang lên mầm gốc chi chít luôn. Xanh mướt ạ. Đấy. Cái này hoàng thảo vôi Bắc nhé. Không phải hoàng thảo vôi Lào nhé các bạn nhé. Hoàng thảo vôi Bắc thì cho hoa tím đậm hơn cái hoàng thảo vôi Lào khá là nhiều. Đấy. Hoàng thảo vôi này có giá là 280.000 1kg nhé các bạn. Và tiếp theo đây thì em có nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng hôm nay về được độ khoảng 3-4 cân. Đấy. Nhất điểm hoàng có giá rất là rẻ thôi, có giá là 120.000 1kg nhất điểm hoàng ạ. Và còn đây là lan chồn Bắc. Chồn trắng rừng Bắc nhá các bạn nhá, không phải rừng Lào nhá. Chồn trắng này có giá là 300.000 1kg ạ. Hàng có rất là ít. Mấy hôm nay chỉ mỗi ngày mỗi phiên chỉ về được độ khoảng 2 đến 3kg mỗi phiên này. Đấy, đuôi chồn năm nay cực kỳ là hiếm luôn, hiếm hàng. Đó. Và còn đây là giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc thì cây bé nhưng mà lá xếp đa phần là lá xếp luôn các bạn ạ. Tỷ lệ lá xếp nó chiếm vào độ khoảng 70-80% rồi. Đấy, chỉ lác đác một vài cây to như này là lá lướt thôi các bạn. Đấy. Còn những cây nhỏ nhỏ vừa vừa đều là lá xếp hết. Đấy. Giáng hương tam bảo sắc có giá là 250.000 1kg nhé các bạn. 250.000 1kg giáng hương tam bảo sắc nhé. Và còn đây là lan ngọc thạch rừng Lào. Ngọc thạch rừng Lào chắc còn độ khoảng 2 cân, 3 cân. Thì có giá là 180.000. Cái ngọc thạch rừng Lào là 180.000 nhé các bạn nhé. Đó. Và còn đây là ngọc thạch rừng Bắc đây. Ngọc thạch rừng Bắc thì bây giờ đang nụ chi chít như này nhé các bạn. Đang nụ này. Đó. Đang lên nụ. Và đa phần là vẫn còn đang sưng mắt nụ thôi các bạn. Nên là chúng ta nên mua sớm.
Tại vì những thân nào mà ra nụ mà dài quá như này á thì nó rất dễ bị rụng hoa này, rất dễ bị gãy nụ này. Đấy, chúng ta nên mua sớm, tại vì bây giờ là cây mới bắt đầu nứt nụ như này đây các bạn. Có những cây là nứt nụ ra khá khá như này rồi này. Đấy, những thân này là mới sưng mắt nụ, đang sưng này. Đấy, đang sưng ra mắt nụ đây. Đó. Đấy, đa phần là đang sưng mắt nụ thôi nhá các bạn nhá. Đấy, cái ngọc thạch bắc này có giá là 220.000 một kg đấy ạ. Ngọc thạch bắc nhá. Và còn tiếp theo đây là lan kiếm đỏ. Lan kiếm đỏ này, mỗi bó này có giá là 60.000 một bó nhé các bạn nhé. Đây là lan kiếm đỏ. Một bó là 60.000 ạ. Đấy, mỗi một bó này về chúng ta trồng được một khóm, một chậu rất là đẹp luôn. Cái lan kiếm đỏ Cao Bằng này chỉ có rừng Cao Bằng mới có nhé các bạn nhé. Cần hoa, cho cần hoa màu đỏ rực. Và cần hoa nó to bằng chừng cổ tay á, nó cao lên chừng khoảng 60 đến 80 cm. Đấy, cái cần hoa, cái cần hoa nó hướng thiên rất là đẹp nhé các bạn nhé. Đó. Và còn đây là mặt hàng thập hoa. Thập hoa thì bây giờ đang sưng mắt nụ nhé các bạn nhé. Đây, nụ hoa, nụ của cây thập hoa đây, đang có nụ rồi đấy. Đó. Đây, đang xuất hiện láng đác những cái nụ nhé các bạn. Lan thập hoa thì có giá là 150.000 một kg ạ. Đó, hình như là quay đâu hình như cũng có nụ hết rồi. Đây, đấy, đang lá đác có nụ như này rồi nhé các bạn nhé. Thì có giá là 150.000 một kg lan thập hoa nhé các bạn. Đó. Và tiếp theo đây là em có lan kiều tím. Kiều tím thì em có 3 rề duy nhất thôi các bạn. Có 3 rề, 3 rề đều đẹp. Đó, 3 rề này thì, và có một phần lan, lan chủ yếu là thân già về các bạn gây giống. Nói chung thân già thì chúng ta lấy về chúng ta ươm mầm gốc nó vẫn lên nhé các bạn nhé. Thì cái phần thân già này em chia sẻ với mọi người là 150.000 này. Đó, cái phần thân già này phải có gần 2 kg. Đấy. Đó, 150.000 nhé. Phần lan thân già này về chúng ta ươm mầm gốc để sang năm chúng ta lấy thân tơ nhé. Đó. Và đây là những cái dề kiểu tím đây. Đấy, mỗi dề thì nó đều có 1 kg. Đó. Thì mỗi dề này có giá là 400.000 một dề nhé các bạn nhé. Đây, dề số 1 đây. Thì các bạn thích đặt dề nào thì các bạn gọi điện đặt hàng chúng em dề đấy. Đó. Đây là dề số 1 này, 400.000 này. Còn đây là dề số 2 này, thân to hơn và ngắn hơn này. Đấy. Lá rất dày nhá các bạn nhá. Ba dề này còn chưa thấy xuất hiện nụ cơ. Đấy. Nên là về việc sợ hỏng nụ hay không, lúc vận chuyển là không hề có nụ để mà hỏng luôn. Thì về đến nhà các bạn chăm sóc để cây ra nụ sau nhá. Tại vì cây bây giờ đang sưng mắt nụ như này thôi. Đấy. Bây giờ cây mới đang sưng mắt nụ như này thôi. Cả dề này anh thế. Thì bây giờ cũng lác đác đang có thân sưng mắt nụ. Đấy. Đấy, như thân này đây đang mắt nụ đang u rất to rồi này. Đấy, sắp sưng ra, sắp nứt nụ rồi nhá. Đây, mắt nụ đây. Đó. Rất nhiều mắt nụ luôn các bạn ạ. Đó, mỗi dề đều là 400.000, dề số 2 này cũng là 400.000 này. Còn đây dề số 3 đây cũng 400.000 này. Dề số 3 này thì thân ngắn và được rất là nhiều thân. Và ở đây xuất hiện ở đây một cái nụ nhá các bạn nhá. Đây một cái nụ rồi này. Còn rất nhiều thân là chưa sưng nụ nhá, chưa ra nụ nhá. Như mắt này là đang sưng rất là to này. Tuần sau là nụ nó sẽ bật ra luôn này. Đó. Bây giờ đang trong thời kỳ là nghén thôi. Đấy. Như dề này thì ra hoa thì chắc là nhiều nụ lắm đây. Dề này thân ngắn mà được nhiều thân tơ. Đấy, nhiều lá. Cũng 400.000 nhá, dề số 3. Và còn đây là hàng kg đây các bạn. Còn đây là lan kiều tím mà hàng kg đây. Gọi là hàng dề nó nhỏ hơn thôi chứ không có dề đến 1 cân. Đấy. Thì bây giờ cũng đang là mùa vào mùa nụ nhá các bạn nhá. Đây, đang sưng mắt nụ rất nhiều luôn ạ. Cái mẻ này thì chưa có nụ to. Đấy. Bây giờ toàn là đang sưng mắt nụ thôi. Kiều tím này có giá là 350.000 một kg nhé các bạn. 350.000 một kg ạ. Đó. Và còn đây là kiều vuông. Kiều vuông mỡ gà đấy ạ, hoa mỡ gà nhé các bạn nhé. Kiều vuông này cho hoa mỡ gà.
Và kiểu vuông này cũng đang chuẩn bị cho nụ nhá các bạn nhá. Đấy, như ở đây thì chúng em vẫn chưa thấy có mắt nụ nó sưng đâu. Đấy. Đó, đây là kiểu vuông hoa mớ gà nhé các bạn. Có giá là 250.000 một kg thôi ạ. Kiểu vuông hoa mớ gà này ạ. Và ở đây có một dề duy nhất. Dề kiểu vuông hoa mớ gà này, dề duy nhất này, rất là nhiều lá luôn này. Đấy. Dề này lúc nãy dề này em bán chia sẻ mọi người là 500.000 nhé các bạn nhé. Nói chung là dề này ghép lên mà chờ hoa để bán cho khách thôi là cũng khá là tiền rồi này. Đấy, dề rất là đẹp luôn, nhiều lá, thân nào có lá nhé các bạn nhé. Đó, 500.000 cái dề kiểu vuông mỡ gà này ạ. Đó, kiểu vuông thân dài nhé. Và tiếp theo đây em có lan long tu xuân. Long tu xuân thì cứ mỗi hôm về được độ chục cân, mấy hôm nay cứ đều vậy. Đó. Thì cái long tu xuân này bây giờ đang lên mầm gốc chứ các bạn nhá. Dòng này rất là dễ thuần và dễ chăm sóc ở khắp mọi vùng miền và cho hoa rất là sai hoa, hoa màu tím. Đấy, họng vàng. Rất là đẹp ạ. Thì cái long tu xuân này có giá là 280.000 một kg nhé các bạn. 280.000 một kg long tu xuân. Và còn đây là sóc tím rừng Lào. Sóc tím rừng Lào có giá là 150.000 một kg. Đó. Và còn hôm nay về được ít kim điệp nhựa. Đấy, kim điệp nhựa có giá là 180.000 một kg, kim điệp nhựa nha các bạn. Và còn đây là hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc thì thân to và mầm đang lên rất là xanh. Đấy. Cái hạc vĩ bắc có giá là 280.000 một kg nha các bạn. Và còn đây là hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn thì hôm nay về được mấy cân. Đó, có cả một dề này. Ở đây cũng có một dề nữa này. Đấy, nhưng mà dề cũng xấu xấu thôi, cũng không được đẹp mấy. Đấy. Đây hàng hơi rời rời hơn tí. Hình như cái hàng rời này còn nhiều thân to đẹp hơn ý. Và đây là hoa của ở đây có một dề là con mất còn đang hoa đây. Cánh hoa của hoàng thảo xoắn đây. Rất đẹp đúng không ạ? Cánh hồng mà bông rất là to. Đấy. Cánh cho màu hồng bông rất là to luôn ạ. Hoàng thảo xoắn có một, còn một dề này là đang hoa thôi. Còn những phần còn lại là nó nở hoa, nó đã tàn hết rồi. Đấy. Như bông này là tàn rồi đây, nó chuyển sang màu hơi ngả vàng một tí này. Đấy. Thì cái hoàng thảo xoắn có giá là 300.000 một kg nhé các bạn. Hoàng thảo xoắn hoa cũng rất đẹp và thơm ạ. Đấy. 300.000 một kg hoàng thảo xoắn. Và tiếp theo đây là lan kiều vàng. Lan kiều vàng thì có giá là 180.000 một kg nhé các bạn. Cái này là kiều vàng rừng Tây Bắc này. Đấy. 180.000 một kg lan kiều vàng nhé các bạn. Đó. Và còn đây đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt còn ít này để các bạn làm chia sẻ, các bạn làm giống này. 150.000 một kg lan kiều là đùi gà dẹt nhé các bạn. Đó. Và còn đây là lan hoàng lạp. Hoàng lạp thì cũng bán 3 hôm nay rồi mà các bạn cũng chưa ủng hộ hết cái mẻ hàng đây. Hàng toàn hàng dề rất đẹp luôn. Đây những thân này là những thân nhỏ héo này, chúng em bỏ ra, chúng em ghép lên để sau này chăm sóc sau. Đấy. Toàn hàng to đẹp thôi. Đó. Số này gần như toàn hàng dề thôi các bạn. Thì cái hoàng lạp có giá là 150.000 một kg nhé các bạn. Lan hoàng lạp ạ. Đấy. Và đây em thanh lý cho các bạn cái phần lan. Em chia làm hai phần luôn cho các bạn. Là mỗi phần là một mỗi phần này là 70.000 thôi này. Đấy. Cái lan kiều vàng. Nói chung là hàng để làm giống cho các bạn. Mỗi phần là 70.000 nhé các bạn nhé. Có hai phần duy nhất này. Đó. Mỗi phần là 70.000 ạ. Mỗi phần này chắc rơi vào độ khoảng 6 lạng, 7 lạng như này. Đấy. Thì chỉ rơi vào độ khoảng 100.000 một cân. Đúng không? 100.000 một cân khoảng đấy. Và còn đây là lan tiên hài. Hôm nay về có về ít lan tiên hài chia sẻ mọi người đây. Thì lan tiên hài có giá là 100.000 một kg nha các bạn. Đấy. Dòng cây này nó cũng khá là nhẹ. Các bạn có thể lấy nửa kg về chúng ta trồng sưu tầm. Đấy. Chỉ có giá là 100.000 một kg thôi. Đó. Lan tiên hài nhá. Đấy, vừa rồi là những mặt hàng lan mà ngày hôm nay có để chia sẻ mọi người.
Và các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại ở đầu clip em đã đề cập là số 0984754102 để đặt hàng trực tiếp với cơ sở chúng em, hoặc là nhắn tin trực tiếp đơn hàng và địa chỉ luôn nhé. Em Ngọc Bình xin chân thành cảm ơn ạ.